khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Chào bác sĩ Minh. Vâng, một lần nữa xin chào quý thính giả của đài VNTV và chào cô Vân Anh. Rất vui được trở lại với cô Vân Anh và quý khán thính giả của đài. Thưa quý vị, trước khi đi vào chương trình của chúng ta thì một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại, bác sĩ Hồ Ngọc Minh được là một khuôn mặt rất là quen thuộc trong cộng đồng người Việt của chúng ta trong rất là nhiều năm vừa qua, qua lĩnh vực chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh và chọn lựa trai gái theo ý muốn. Bác sĩ có hai phòng mạch tại vùng Orange County và San Diego. Bác sĩ cũng là phu quân của vị bác sĩ rất là quen thuộc sản phụ khoa của chúng ta, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Linh. Thưa bác sĩ Minh, trong cuộc sống của chúng ta thì ai cũng biết rằng sinh, lão, bệnh, tử, phải không bác sĩ? Dạ vâng. Sinh ra, lớn lên rồi chắc chắn là phải già, rồi phải bệnh, rồi phải chết. Vậy thì chữa bệnh già với lại bệnh già nó khác nhau như thế nào bác sĩ? Ý tôi muốn nói là như thế này, cái quan điểm mới của y khoa bây giờ đó, tôi không nói là tất cả những người trong cái giới y khoa, nhưng mà có một cái chiều hướng của một số bác sĩ trong giới y khoa, cái chuyên khoa nó gọi là anti-aging, có là chống lão hóa. Tức là chúng ta biết là sanh lão bệnh tử, nhưng mà lâu nay mình cứ coi cái chuyện đó nó giống là một cái vòng tròn bình thường. Cũng giống như mình nói là xuân hạ thu đông, bao giờ cũng xuân hạ thu đông nó đi như vậy. Nhưng mà tại sao cũng có chỗ mùa đông hơi kéo dài hơn, có chỗ mùa xuân nó kéo dài hơn. Thí dụ ở San Diego chúng ta gần như mùa thu mùa đông không có nha. Nó hai cái mùa đó nó gộp lại với nhau. Thì cái sinh lão bệnh tử nó cũng vậy, có khi mình có, tại sao mình không thể kéo dài được cái những cái giai đoạn là gọi là sinh nó dài hơn chút xíu và lão nó ngắn lại chút xíu. Và cái từ lão sang tử nó kéo dài ra, mình không phải nói là gọi là mình không muốn chết sớm nha. Right, bằng cách là mình bớt cái bệnh nó xuống. Thì theo cái định nghĩa của một số bác sĩ bây giờ, người ta nói rằng là mình ở đây để khác cái lý do mình nói là bệnh của người già. Bệnh của người già, thí dụ như mình nói là mình cao máu tiểu đường này nọ, ai già cũng đa số cũng cao máu tiểu đường, bị phong thấp, bị đau lưng này nọ, những cái đó gọi là bệnh thông thường của người già. Nào, nhưng mà người ta nghĩ là nên bước ra ngoài một chút xíu để mình nói là những cái bệnh đó là một cái tập hợp của một cái bệnh lớn hơn, gọi là bệnh già. Chứ không phải nghĩa là chính cái sự lão hóa, chính cái sự mà chúng ta già đi, nó là một cái bệnh. Cho dù những ngày mình nói là chuyện rất là bình thường, tôi 50 tuổi da tôi bắt đầu nhăn nheo ha, này nọ, thì chúng ta nói là chuyện rất bình thường là mình già. Nhưng mà cái đó là tại sao mình phải chấp nhận chuyện đó. Đó đã là bệnh rồi. Chính cái nó, mình phải suy nghĩ nó là bệnh thì mình tìm cách mình chữa cho được chứ. Tại sao có người họ 50 tuổi mà họ nhìn giống như 30 tuổi, có người họ 50 tuổi mà họ đã nhìn giống như 70 tuổi. Thì cái đó, những cái đó mình có thể... Cái quan niệm y khoa mới là chúng ta có thể chữa được. Vì phần mấy cái đó là nó là nếu mình coi cái chuyện già thôi đã là một cái bệnh rồi thì mình có thể chữa được. Yeah. Rồi tìm cách chữa cho được. Và làm sao để chữa được để có thể níu kéo tuổi xuân thưa bác sĩ? Dạ, thì bây giờ nó có những cái quan sát, trước tiên là những quan sát và nghiên cứu thực sự nó rất là mới. Những nghiên cứu cách đây năm ngoái thôi, 2016 thôi. Thì người ta khám phá rằng là người ta thí nghiệm trên những con vuông đó, con trùng đó, trùng đất của mình đó. Tức là người thấy là con trùng nó sống trung bình là khoảng 2 tuần lễ. Tức là nó sanh lão bệnh tử chỉ trong vòng 2 tuần thôi. Yeah. Thì người ta khám phá là trong đó nó có một cái gene. Cái gene tức là nó một phần code của cái DNA đó. Thì khám phá ra cái gene đó là bằng cách là họ tìm cách họ gọi là thay đổi gene đó chút xíu đó. Thì bây giờ thay vì con trùng nó sống chứ 2 tuần lễ, ok, thì nó sống lên được tới 100 ngày lận, tức là 3 tháng 10 ngày lận. Như vậy là chúng ta có thể thay đổi từ 2 tuần mà lên tới 3 tháng. Ok, thì người ta mới suy nghĩ ra chuyện là từ con trùng thì tới con người mình cũng có những cái gen như vậy. Trong người mình sẽ có những cái gen nó kiểm soát cái chuyện mà già cỗi của mình. Cũng giống như bây giờ nói vì mình bị ung thư, cái quan điểm mới bây giờ người ta cho rằng là khi mình bị ung thư là vì nó có một cái gen nào đó thay đổi. Cái gen này thực sự đó là một cái gen, nhưng mà nó lại chi phối cả 10 cái gen khác. Chẳng hạn bây giờ mình có cái gen nó kiểm soát việc ung thư, chẳng hạn nó chi phối từ việc ung thư gan, ung thư vú, chẳng hạn ung thư này nọ, đủ thứ ung thư. Nhưng mà nó có một cái gen gọi là gen chủ của nó gọi là driver gene, tức là gen để mà làm chủ, để chi phối những cái chuyện kia. Thì bây giờ người ta suy nghĩ ra là có thể là cũng một cái gen nó kiểm soát việc già của mình.
từ cái gen nó sẽ chi phối chuyện là cao máu, tiểu đường này nọ, da mình nhăn này nọ, nó đi đi hết những cái gen đó. Nếu mà giờ mình nhầm giống như là mình chiếu tướng cái gen đó, mình kiểm soát cái gen đó là xong, tức là những cái chuyện kia nó sẽ chậm lại. Khi nó chậm lại thì mình ít bệnh, và mình ít bệnh thì mình sẽ sống lâu hơn. Dạ, vâng. À, thì đó, những cái chuyện là người ta nghĩ rằng là đúng là bây giờ người ta chưa tìm ra cái gen mà tương tự như vậy trong con người, nhưng mà người ta tìm ra được trong con dung đất rồi. Dạ. À, và người ta nghĩ rằng là có thể sẽ tìm ra được trong con người. Với chuyện đó, nó có thể là không phải là ngày mai, ngày mốt, nhưng mà trong vòng dự đoán, trong vòng từ 5 năm, từ 10 năm, cuối cùng sẽ tìm ra được thôi. Đó, khi mình tìm ra thì cũng giống như bây giờ, người ta biết rằng tương tự như bên chữa trị ung thư, có những cái gen mà mình phát hiện ra là nó chi phối những cái ung thư nào đó, thì mình phối hợp cái hóa trị để mình nhắm vào những cái gen đó để mình chữa trị. Thì cái chữa trị mai mốt, khi mình nói, khi mình là chuyện già thôi á, là nó là một cái căn bệnh á, thì mình cũng tìm ra cái gen đó rồi á, thì mình chi phối, kiểm soát được cái gen đó, và mình sẽ bớt bệnh đi. Và bớt bệnh thì mình sẽ kéo dài cái chuyện là mình thay đổi cái vòng tròn sinh lão bệnh tử của mình. Và theo cái kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu của bác sĩ, thì bác sĩ có thể tiên đoán với cái nền y tế của chúng ta Hoa Kỳ, thì cái điều đó nó sẽ xảy ra giống như nãy bác sĩ nói là cũng không lâu, phải không bác sĩ? Thực sự nó không lâu, vì mình nghĩ là có bao giờ mình nghĩ là tới một cái ngày hôm nay mình cầm cái iPhone trong tay không? Cái chuyện đó, trước đây mình cứ nghĩ là cái computer nó là như là một cái tòa nhà, đúng không? Bây giờ mình cầm cái iPhone trong tay của mình, nó mãnh liệt hơn cái computer ngày xưa hơi nhiều. Tức là mình nói là có những người họ phải suy nghĩ, nghiên cứu, dùng cái chữ out the box, suy nghĩ ngược đời như vậy, thì mình mới có thể giải quyết được vấn đề. Cũng như ngày xưa người ta nghĩ rằng là trái đất, mặt đất là phẳng và nó là trung tâm vũ trụ, ngày nào là mặt trời phải đi dạo chung quanh nó, cái đó không đúng nữa. Cho dù là những cái suy nghĩ đó ngày xưa họ có thể bị tù tội với những chuyện như vậy, có người cho là thằng này thằng khùng nha, hay là bây giờ mình nói là những người bác sĩ bây giờ họ suy nghĩ như vậy thì họ nghĩ là những ông này chắc ông khùng quá, right? Tại vì người ta cho chuyện là chuyện già, chết là chuyện đương nhiên, nhưng mà dĩ nhiên cuối cùng mình cũng chết, nhưng mà mình kéo dài ra chút xíu, ok. Thì dựa trên những cái tiến trình đó, dĩ nhiên là những cái nghiên cứu nó khắp nơi, mỗi người làm chút nhưng mà nó góp nhặt trở lại, cũng giống như mình nói là cái iPhone, những cái gọi là phát minh đó thực sự không phải là của Apple, họ làm cái iPhone, nhưng mà họ góp nhặt những phát minh khác, họ tập trung lại và cuối cùng nó thành cái iPhone, đúng không? Thì tương tự như vậy, nó có những cái phát minh khác hiện tại, chẳng hạn như mình nói, chẳng hạn như tế bào gốc chẳng hạn. Những cái tế bào gốc bắt đầu nó phát triển tới tình trạng là hồi xưa đó mình phải dùng cái tế bào gốc là từ những cái phôi thai của con người, mình phải phá vỡ cái phôi đó ra để mình lấy tế bào gốc, tức là trên lý thuyết là mình hủy một cái cuộc sống. Nhưng bây giờ người ta có thể cạo một chút da của mình và người ta có thể ngược lại để dùng để biến thành tế bào gốc, và dùng cái tế bào gốc đó như những cái vật liệu để cho cơ thể mình có thể tự sửa đổi, tự sửa chữa những cái gì trái tim hư, con mắt mù nó sửa lại. Những cái chuyện đó một khi nó thành tựu đó, hiện tại nó đã gần thành tựu, nhưng mà người ta nghĩ rằng là khi mà tất cả những cái đó nó tập trung lại với nhau đó, theo dự đoán thì trong vòng 10 năm, nhiều lắm là 20 năm. 20 năm thì tôi cũng chưa già lắm, nhưng mà nghĩ rằng 20 năm thì chúng ta có thể, chuyện đó không phải là chuyện tưởng tượng nữa. Người ta dự đoán là con người có thể sống được tới 120, 150 năm dễ dàng. Yeah. Vì bằng chứng là bây giờ có nhiều người họ đã sống tới 120 tuổi rồi. Vâng, các cụ vị, có thể sống 20 tuổi rồi. Bà cụ của Vân Anh là 101 tuổi. Đó. Rất là khỏe. Đó. Có những cụ bây giờ là rõ ràng là sống tới 120. Thì lý do tại sao người ta suy nghĩ là những người đó họ sống tới 120, vì họ có những cái gen gọi là chống lại là già. Nó xảy ra một cách tự nhiên, họ hên. Họ có những cái gen đó, ok. Họ có thể là không gọi là chậm già đi chẳng hạn, còn mình thì không có, nhưng mà họ có được. Điều đó có nghĩa là nghiên cứu cuối cùng cũng bắt chước là tìm làm sao đi tìm ra giống như người họ trống tới 120 như vậy mà họ có thể sống được. Bằng chứng là có nhiều cụ hỏi tại sao, làm sao cụ sống tới 120, cụ nói đã là cụ vẫn có hút thuốc xì gà, cụ vẫn ăn trứng gà một ngày 4-5 cái, ăn trứng sống tỉnh queo, ha. Nhiều cụ làm những chuyện mình nghĩ ngược đời lắm, nhưng mà tại sao họ vẫn sống và họ không bị bệnh hoạn gì cả? Vì có thể là họ có cái gen gọi là chống già rất là tốt của họ, giống như con trùng vậy.
Dạ vâng. Và thưa bác sĩ, trong khi chờ đợi những cái phát minh thật là tuyệt vời của những người nghiên cứu trong cái lĩnh vực y khoa đó, thì cá nhân chúng ta có thể làm được cái gì để chúng ta có thể kéo dài cái tuổi thanh xuân của chúng ta? Ok, có những chuyện chúng ta có thể làm được ngay bây giờ mà lúc nào bác Trần Minh lên đài cũng la lối ôm sùm về cái chuyện đó. Bây giờ trở lại cái gen mà chống già, khi mình tìm ra trong côn trùng nó có rất là đặc biệt. Cái gen nó gọi là DF1, DF2, tức là ok, cái tên nó là như vậy đi. Thì cái gen chống già trong côn trùng đó nó có đặc biệt là cái gen đó nó lại kiểm soát vấn đề côn trùng làm sao tiêu hóa đường. Tức là nó cản bớt côn trùng không có được ăn đường cho nhiều, hoặc là nếu nó ăn thực phẩm gì vô trong người của nó đó thì chậm chậm biến thành đường. Đó là có những cái chương trình trước chúng ta nói là đường có thể có hại cho sức khỏe của chúng ta, nhiều đường có thể gây ra cao máu, tiểu đường, ngay cả gây ra ung thư nữa. Đó là bắt đầu từ đường. À, thế bây giờ mình suy nghĩ ra, bây giờ đợi tới khi họ tìm ra cái gen chống già, cuối cùng mình nghi là nó cũng dính dáng tới cái chuyện đường thôi. Right? Thì đó là cái lời khuyên của chúng ta là bây giờ ăn bớt đường lại. Khi mà chúng ta ăn bớt đường lại thì chúng ta sẽ ít bị bệnh hơn. Đấy, thì là mình có thể biết ít bệnh gọi là cao máu, tiểu đường này nọ. Đấy. Và nghiên cứu cho thấy rõ ràng là khi mà người ta, những nghiên cứu cho thấy những người mà họ ăn ít calorie, trên lý thuyết ăn ít calorie, họ ăn ít đường trở lại. Ví dụ bây giờ một ngày họ ăn, chẳng hạn họ ăn 3 buổi, họ ăn 1 buổi thôi. À, thì những người đó, họ thấy rằng là những người đó ít bệnh hoạn hơn và những người đó họ sống lâu hơn những người khác. Đó. Thì có những cái rất là đơn giản là bây giờ chúng ta nên cẩn thận cái ăn, làm sao đừng có ăn nhiều đường và tinh bột, và chúng ta trở lại những cái rất là đơn giản, trở lại uống nước nhiều, thể dục thể thao, yeah. Uống nước thật nhiều, yeah. Vì những cái đó khi mà tế bào của chúng ta nó khô nước thì nó chết. Right. Cho dù giả sử người ta tìm ra cái gen mà chống già đi mà chúng ta không uống nước thì chúng ta cũng chết queo thôi. Yeah. Nha. Thành ra không phải là mình đợi tới lúc đó thì mình mới lo cái chuyện là bảo vệ cái những cái chuyện hàng ngày của chúng ta. Vâng, tới đây thì Vân Anh cảm thấy rất thú vị, nếu mà trong thời gian sắp tới 5 năm, 10 năm hoặc 20 năm cái điều kỳ diệu đó trở thành sự thật thì chắc là chúng ta sẽ nhớ lại ngày đó chúng ta xem cái chương trình Sức khỏe và đời sống trên VNTV thì bác sĩ Hồ Ngọc Minh đã có mention về chuyện này, phải không bác sĩ Minh? Dạ. Cái chuyện tôi vẫn nghĩ rằng là cái quan trọng là mình có niềm tin, khi mình có niềm tin thì thế nào mình cũng đạt được. Thành ra để mà tôi có thể sống được thêm 20 năm để chờ khi mà kết quả cái gọi là cái nó thành tựu thì tôi cũng phải ráng là nhịn đường và tập thể dục thể thao bây giờ. Và đường bác sĩ nói đây không phải là chất ngọt không, mà kể cả tinh bột, phải không bác sĩ? Dạ đúng, mình phải phân biệt rõ ràng, tức là tinh bột như là khoai, sắn, cơm, gạo, tất cả những cái đó nó có thể biến thành đường. Là đường hết. Thực sự ra cái cách mà để mình ước lượng mà ăn uống mà hay nhất đó, tại vì cái Việt Nam mình quen là ăn trong cái chén, mình cứ vào thì mình ăn nhiều, mình lúc nào không biết. Thực sự có thể mình phải ăn giống như là mình đi ăn đám cưới của Mỹ, không phải là ăn you can eat kiểu Việt Nam họ cho mình cái quầy 10 món đâu. Tôi nghĩ là cái cách của mình thử tưởng tượng, hoặc là mình dùng cái dĩa mình chia ra làm hai, thì một nửa bên là rau, 1/4 nó sẽ là thịt cá, ok. Right. Rồi 1/4 nữa nó là tinh bột, tất cả những gì cơm, khoai, sắn nó chỉ 1/4 cái dĩa đó thôi. Tức là nếu mà suy nghĩ ra, cho dù mình ăn chén bát chứ nữa, mình cũng phải suy nghĩ là một nửa cái buổi ăn của mình là rau và 1/4 là thịt cá và 1/4 là tinh bột. Tinh bột trong đó là cả cơm, cả bánh mì, cả gì đó nó lọt vào trong đó chỉ 1/4 thôi. Bác sĩ nói đúng, nhiều khi cái chén cơm mình vào mình không biết được cái số lượng như thế nào. Không biết, cứ ngồi mà còn cái có canh ngon tôi, xin lỗi, hồi nhỏ gia đình tôi thì hơi nghèo. Chúng tôi chỉ có cơm với lại là nước rau muống luộc thôi. Đúng là, rồi. Là cứ chan nước rau muống luộc vô là và thôi. Đúng rồi. Đấy, thì rất là mình quen cái đó rồi. Cho nên gọi là những cái ngày mà tôi nhịn cơm là những ngày mà gọi là tôi đau khổ, nghĩa là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà riết rồi cũng quen. Hiện tại thì bây giờ chẳng hạn một tuần tôi chỉ ăn cơm có một lần thôi. Wow. Bây giờ bác sĩ? Một tuần ăn một chén cơm thôi. Còn những ngày kia thì cũng có ăn, rồi là cũng ăn. Ví dụ bây giờ khi mà tôi đi ăn ở ở
gọi là phòng ăn dành riêng cho bác sĩ thì mình vẫn để ý theo cái quy luật đó. Ví dụ bây giờ không có cơm, ở đó không có thức cơm thì mình có thể ăn rau đậu gì những loại đậu mà nó cũng nguyên tắc là nó có tinh bột trong đó và cũng chia lại 1/4 thôi. Quý vị vừa theo dõi chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Vinh ngày hôm nay. Hy vọng trong chương trình này thì chúng ta sẽ cùng cố gắng để mà có thể kéo dài cái tuổi thanh xuân của chúng ta, để mà tuổi già không có đến với chúng ta nhanh. Và không quý vị, cảm ơn sự chỉ lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt. Một lần nữa xin cảm ơn quý khán thính giả, chúc quý khán thính giả sống vui, sống mạnh và sống bất tận.